Học nghề online đang được triển khai tại Nextpay là giải pháp học nghề hiệu quả và tiết kiệm nhiều chi phí đi lại cho các học viên đang sinh sống tại nước ngoài. Chị Kim Anh hiện đang sống và kinh doanh nhà hàng tại Pháp. Chị mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh và đã đăng ký học bí quyết các loại sốt xào với thầy Y theo hình thức học online. Rồi hôm nay một ngày đầu tháng 11 năm 2021, thầy dạy cho chị Kim Anh, chị ở Pháp, chị học online ha, những cái loại sốt xào. Đây là cái hướng mà làm những cái món ăn mà theo cái hướng công nghiệp. Đó thì khi sử dụng 4 loại sốt xào ha, thì có sốt chua ngọt, rồi sốt Hồng Kông, sốt hải sản, sốt ớt. Đó thì ứng dụng ha, thì ứng dụng vô xào được tất cả các loại nguyên liệu từ bò, heo, gà, vịt đến hải sản. Các loại sốt xào có thể làm với số lượng nhiều, bảo quản sử dụng cho nhiều ngày, rất thích hợp cho các món xào ăn nhanh tại các quán ăn, nhà hàng hoặc mang đi. Để làm ra các loại nước sốt ngon, phải có công thức chuẩn, được định lượng nguyên liệu và gia vị chính xác. Từ các loại sốt xào này, có thể chế biến được hàng chục món xào ngon và đẳng cấp. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam, đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy các loại sốt xào Việt Nam, có thể ứng dụng theo hướng công nghiệp, dùng để chế biến hàng trăm món xào ngon và đặc sắc. Nếu học online thì thầy hướng rất là thầy gửi tài liệu ha, rất là kỹ lưỡng để các bạn nắm được, rồi thầy trình bày rất là rõ để các bạn nắm từng cái loại. Thầy xử lý từ cái sốt ha, cách cân đông các để pha trộn cái loại sốt, nó xay ra từng loại sốt. Đó, rồi thứ hai nữa là làm sơ chế ha, cắt sẵn những cái loại rau củ, rồi cắt sẵn những cái loại thịt, rồi chế biến các loại sơ chế cái hải sản. Thầy Y đã truyền dạy cho chị Kim Anh cách lựa chọn các nguyên liệu tươi, sạch, cách sơ chế, cắt thái, bảo quản các loại thịt, hải sản, rau củ, cách ướp thịt, cách làm mềm thịt. Trong buổi học, chị Kim Anh đã được thầy hướng dẫn bí quyết làm 4 loại sốt xào ngon: sốt tiêu đen, sốt chua ngọt, sốt ớt và sốt Hồng Kông. Từ những nguyên liệu có sẵn như dầu hào, hắc xì dầu, tương ớt, nước mắm, đường và các loại rau củ tạo mùi như tỏi, hành, sả, ớt, tiêu, gừng, v.v. Phương pháp giảng dạy của thầy Y rất đơn giản và khoa học. Mặc dù học online nhưng chị Kim Anh vẫn có thể nắm bắt cách chế biến và trao đổi với thầy trực tiếp qua mạng. Và sau đó thầy hướng dẫn cái vấn đề là có thể là bán hàng, khâu bán hàng, để khâu chuẩn bị để mình khi sắp xếp làm sao mà khi mình bán hàng rất là nhanh ha, và định lượng cái từng cái nguyên liệu và sốt đó, và sử dụng lửa thế nào để mình sốt xào ha. Thì khi mà bán hàng thì khi có sốt rồi thì rất là nhanh, tất cả có thể những người làm chủ hoặc là bất cứ người nào có thể vẫn làm được theo cái vô bếp và làm theo cái hướng mà thầy hướng dẫn đó, hướng công nghiệp đó, và làm số lượng lớn được ha, tức là mình có thể là chuyên về những cái mô hình món xào hoặc là món xào là ứng dụng vào các mô hình nhà hàng đó, và tất cả có thể là mọi người có thể dùng làm được cái những loại sốt và làm ra những món xào ngon ha, như thầy. Với bí quyết chế biến của thầy Y, các món xào trở nên dễ dàng hơn, có công thức chuẩn để chế biến các món xào, giúp cho học viên tiết kiệm rất nhiều chi phí về nhân công. Món xào là thức ăn nhanh, dễ chế biến, lại được nhiều người Việt Nam và người nước ngoài yêu thích. Đây là cơ hội rất lớn cho những học viên tham gia các khóa học bí quyết của thầy Y để triển khai các mô hình quán ăn, nhà hàng tại Việt Nam và các nước trên thế giới.